chào mọi người. Hiện tại mình đang ở thành phố Yeosu của tỉnh Trần La Nam Tô, một cái tỉnh nằm ở có thể gọi là miền Trung của Hàn Quốc, và có thành phố Yeosu nổi tiếng với cái món kim chi cải bẹ xanh mà hôm bữa mẹ chồng mình có làm đó. Thì hôm nay cả nhà mình đi chơi ở cái thủy cung nổi tiếng. Hiện tại là mình đang ở trước cái bãi đậu xe của cái thủy cung này. Nhưng mà trước khi đi chơi á thì mình phải đi ăn cơm một cái đã. Mọi người thấy trước mặt mình là biển của một con tàu rất là to đúng không? Ở thủy cung này á thì nó có cáp treo nè, tàu ngầm nè, rồi cá voi xanh, cá voi trắng gì, cá lừ đừ, cá đuối tùm lum chân á. Để mình sẽ quay cho mọi người coi. Không à, ở đây là một cái tòa nhà rất là cao mà người ta đang xây nè. Đó. Wow. Không có ai tặng cho mình cái tòa nhà này thì mình đâu có cần phải lo lắng gì chuyện tương lai nữa đúng không? Bây giờ cả nhà mình đang đi vô cái quán này để ăn cơm, xong rồi mới đi vô chơi. Quán này là chính thức cái gì đây nè, bán hải sản nó không biết cái gì đây nè, để đi vô xem thử nha. Wow, giống như mình ở nhà quê mới lên vậy đó. Đây là bên trong với lại phong cảnh bên ngoài quán nè mọi người. Hiện tại là chưa tới giờ cơm trưa cho nên là chưa có đông khách, chỉ có lai rai vài khách thôi. Phía trước quán là người ta đang thi công một cái tòa nhà. Ở bên này thì người ta có để một cái số cái điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Yeosu này, hay là giống như là cáp treo nè, rồi cái đỉnh núi đó nè, rồi cái đảo, cái cầu gì đó. Mình đã gọi một ba phần ăn, đó là cua ngâm tương và cái gì món chính chính thức của cái sò lông sò điệp gì đó. Đây lát mọi người coi thử nha. Đây là cây cầu Tôi Son, cây cầu nổi tiếng của thành phố Yeosu. Wow, món ăn ra nè mọi người ơi, vì đây là món chính thức sò lông, sò huyết chứ, chính thức món chính thức sò huyết, cho nên là có rất là nhiều món ăn phụ đi kèm. Mọi người thấy một bàn luôn không? Thiệt cái chứ mẹ mình á rủ đi chơi chung á, cả nhà ăn uống ngon cho mọi người đi. Nhâm nhâm thèo nó mắt lại kêu ăn rồi. Mình sẽ quay cảnh xem món gì nha. Bắp nè. Sò lông, sò huyết gì nè. Thế á. Cũng mặc nè. Sò huyết trộn gia vị. Cua ngâm tương. Cá kho. Cua trộn gia vị. Thịt luộc. Kim chi ấy là sò huyết luộc. Thèo heo, thèo thì ăn trứng hấp eagle mồi á. À, có mặt quỳ á. Sò huyết chiên.
Ta cho mình cái đồ để gỡ với gỡ sầu huyết đi. À, bà chủ mới làm cái một bận hơn. Anh vô sao anh ba đông cái ông mới làm. Để coi chú cá. À, thì hôm nó để nó làm cho. Thầy hứa nó bơi để con làm cho. Nhục nhã chưa. À, bây giờ phải ăn thôi mọi người. Trước khi ăn phải trước khi đi chơi phải ăn lấy sức cái đã.
Thank you.
coi video của anh chị đi. Không mời lên, thế là Rồi, sau khi đã ăn cơm xong xuôi thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký, like và comment ủng hộ cho The One TV. Tạm biệt mọi người.